Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kenya. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox My Hospital. Và trong game này mình sẽ xây dựng ra một cái bệnh viện để mà chữa trị bệnh cho mọi người. Lấy giá rẻ thôi, không lấy giá mắc đâu. Hả, các bạn nào bị bệnh vô đây Kia chữa cho. Trong đây là Kia là đội ngũ lộn Kia thuê cái đội ngũ bác sĩ và đội ngũ y tá. Khá là ok đấy. Rồi, đợi xíu nha, để Kia thuê thêm một cái ủa, doctor có rồi. Ok, có đầy đủ hết rồi mà. Hiện tại bây giờ là Kia đang có đây là y tá nha, đây là y tá nè, còn đây là bác sĩ nè. Bác sĩ, nhiệm vụ của bác sĩ là sẽ là pha chế thuốc này nọ. Đó, pha chế thuốc nha. Đó, thì còn nhiệm vụ của y tá sẽ là tiếp nhận cái bệnh nhân nè. Đó, tiếp nhận bệnh nhân. Và sau đó bệnh nhân sẽ vô chỗ chờ. Thế nhưng mà tại vì của mình á là nó sẽ theo quy trình đó là sau khi mà được mời vô chỗ ngồi xong sẽ được đi vô cái máy scan này để mà xét duyệt coi là bệnh nhân này đang bị bệnh gì. Đó, sau đó là bệnh nhân này sẽ được vô giường nằm. Đấy, ví dụ như là đó, vô giường nằm như thế này đây. Đấy. Rồi vô giường nằm thì làm gì? Vô giường nằm thì lúc đó là bác sĩ mới trực tiếp ra coi. Bác sĩ sẽ đi làm gì coi? Ráp là thuốc. Đó, đây, ví dụ như là ráp là thuốc nè, đó. Đó, như Kia đã làm. Phải không? Kia là hiện tại bây giờ là đang là ông chủ của một cái bệnh viện thì có chắc chắn là Kia phải làm được những cái công việc của bác sĩ và những công việc của y tá là làm được hết đấy. Đó, thì nhiệm vụ của bác sĩ sẽ là sau khi chế tạo thuốc xong, đem thuốc tới cho những cái người này để mà chữa trị. Đó, thấy không? Những người đó, họ sẽ làm ở trên này, sau đó là khi mà họ khỏe đó là cái mặt họ cười rất tươi. Đấy, cười rất tươi, cười xong mà trả kỳ đi về thôi. À, không, tôi lấy giá rất là rẻ luôn. Siêu rẻ rồi, muốn gì nữa. Rồi, đó, thì biết tại sao mà Kia xây bệnh viện không? Tại vì mấy ngày nay là nghiệp hơi nhiều mọi người ơi, nghiệp hơi nhiều. Làm điều ác nhiều quá, ví dụ như đi ăn trộm mà. Đó, đi ăn trộm rồi là lỡ làm ác nhân kêu Bami bảo mập này nọ. Nghiệp nhiều quá nên bây giờ tôi phải giải nghiệp thôi. Để mà giải nghiệp thì mình nên làm việc thiện, giúp ích cho đời. Đó, là bác sĩ cũng là giúp ích cho đời nên là cô quyết định cô xây cái bệnh viện này. Ok, và bây giờ mình sẽ thuê một bác sĩ nữa ha. Nó kêu mình thuê thêm một bác sĩ nữa nè. Ok, 4.200 doctor, 4.200 hốp luôn. Trời, bệnh gì cứ. Rồi, thế là kia đã có được hai bác sĩ rồi. Hai bác sĩ không biết là mang được cái gì không nữa nè. Đó, hai bác sĩ này nha. Rồi bây giờ hiện tại game này có code nha, mà mắc cười cái là code hết hạn rồi. Trời ơi, quá đáng đi chứ, nó để code ngay trên cái chỗ này nè. Nào mọi người coi nè, bấm vào setting nè. Code nè, code 10k nè. Đó, đậu phộng không? Ati cái nó kêu code này đã hết hạn. Quá đáng vừa đây chứ. nó biết hết hạn nó phải cho mình ra cái code khác chứ đúng không? Ê, căng thẳng nha. Rồi, đó, đây hai bệnh nhân của mình đang mấy cái máy này là cái máy mà nó được mặc định game nó cho nha, chứ còn mà chút nữa mình mua là mấy cái máy này rất mắc, không rẻ đâu. Mấy cái máy này mắc lắm. Đây bây giờ ví dụ như qua đây mấy cái giường này, hay là mấy cái grab thuốc này nè, đó là nó rất là mắc, siêu mắc luôn. Giá của nó cũng khấm lắm á. Nè không, mọi người thấy cái giường không? Đó, rồi chút nữa nè, bây giờ đi vô shop cho mọi người coi nè. Bấm tay lại bọt cái bạc cái đó. Thế là tôi đã tới được shop. Trong này thì bạn có chấp nhận được cái thử thách đầu tiên không? Mỗi ngày cho đây ha. Spin wheel gì đó. Ok, mình sẽ spin. Đấy. Cứ 24 đấy là mình sẽ được spin một lần, daily spin. Vòng xoay hàng ngày. Đó. Tôi nghiệp hay không là biết là cái gì. Đó, đúng rồi, tôi nghiệp quá mà. Có 500 tiền thôi. Quá đáng thiệt chứ. Đó, mọi người coi nè, cái giường ở trong đó là cái giường này nè. Đấy. Cái giường cấp 4. Đấy. Mà trong này là bây giờ tôi chỉ mua được cái giường cấp 1 thôi. Quá đáng đi chứ. Cái máy X-ray của nó là cái máy X-ray cấp 3. Mà giờ tôi chỉ mua được cái máy X-ray cấp 1 thôi. Rồi coi cái chỗ mấy cái máy pha thuốc nè. Đây, cái máy pha thuốc của nó là cái máy pha thuốc cấp 3. Bây giờ cô chỉ mua được cái máy pha thuốc cấp 1 thôi. Đây, cái máy cùi bắp đây. Đó, thấy không? Ê, giờ không biết sao luôn á. Bây giờ nó kêu mình mua một cái giường. Ok, bây giờ mình cứ mua một khoản đã. Để coi thử cái challenge này gì đây coi. Gì? Nó cho mình code nè mọi người. Star. Thử coi. Yeah. Trời. Code Star có 100 tiền. Làm như nhiều lắm. Trời ơi. Đậu phộng.
Thiệt luôn, ông quên. Tôi đang cố gắng tôi giải nghiệp mà cái thằng game này nó cứ như bị dính nghiệp hoài luôn á. Mua một cái ghế nè đúng không? Nó kêu mình mua một cái ghế. Đó. Rồi, mua hai ở đâu mua một cái bàn. À, hai cái ghế này để cho khách ngồi nè. Cái ghế. Ủa, ghế nằm đâu ta? Hình như ghế nằm trên lầu đúng không? Ghế. Đây, ghế đây. Đó. Cái ghế này thì hình như là nó cho mình mấy cái ghế nào ở trong này nè chứ không phải ghế này đâu. Đó, đây, bây giờ mình sẽ kêu mình sẽ mua hai cái đúng không? Rồi, easy. À, check 5 bệnh nhân. À, check-in 5 bệnh nhân có nghĩa là khám bệnh cho 5 người. Mua hai cái giường. Ôi, đủ tiền nó có mua hai cái giường không ta? Chắc đủ mà. Giờ bây giờ mấy cái này mình mua càng nhiều càng tốt nè. Đó, tại vì khách vô khách ngồi đợi rất nhiều. Mua một cái máy nữa mà bây giờ hết tiền mua rồi nên thôi bây giờ quay về cái đã rồi tính tiếp. Đó, quay về trước đi rồi tính tiếp. Bây giờ mình sẽ gọi mấy cái giường ra. Ở đây có được nó cho mình một cái chậu cây gì đó các. Chậu cây xương rồng đây. À mọi người thấy không? Cái giường nó cho sẵn là mấy cái giường cấp 4. Mà trong khi nó mình không đủ tiền để mua mấy cái giường đó mới cục chứ. Ê, rồi. Ok, xoay lại. Yeah, ok. Trời. Mình mua được 4. Ồ, thêm được 4 cái giường nữa. Mấy cái giường, nói chung là mấy cái giường này nó sẽ, nếu như mà giường mà càng cao á là mình sẽ được thời gian nó sẽ nó thời gian mà khách nằm lại á nó càng ngắn. Đó, nên là cái có mà cái giường này nó cũng lợi thế lắm chứ không phải không đâu. Ok, thêm được 4 cái ghế nữa đấy cho khách ngồi. Bây giờ tôi hết tiền tôi mua đủ tiền mua cái X-ray rồi. Có thêm 2 nurse. Có 2 nurse là phải mua. Trời ơi, đâu có dễ đâu ta. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ coi là bọt tới để mà mình mua một cái ủa. À đây, mình sẽ mua một cái X-ray. Ủa? Cái shop của tôi đâu rồi? À đây. Trời ơi, nó chạy kiểu này lộn xộn hết cả lên. Đó, ở đây là có gì đây? Cái này là gì đây? Này nó chỉ cái gì mình cũng không biết nữa. À, sale item cái chỗ này thằng A, cái thằng này là để bán item, không có gì hết á. Ôi, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ để mà nhiều á thì mình nghĩ là mình nên xây khá là nhiều cái X-ray ở đây, tại vì khách ngồi đợi quá nhiều nè mọi người thấy không? Khách ngồi đợi rất nhiều, thật sự luôn. Để mà khách ngồi đợi kiểu này thì cũng VIP. Yeah. VIP là bên nào? Ai VIP? Ông này VIP hả? Đúng không? Chắc vậy á. Ông này khách VIP nè mọi người. Ok, tiếp nhận khách VIP liền. Đấy, có khách VIP là ngon. Trời, nó kêu tôi là hãy chữa trị cho một bệnh nhân VIP. Trời, bệnh nhân VIP mà vô được cái bệnh viện mới thành lập như tôi là cũng gan lắm rồi đó. Rất là welcome thanh niên ấy. Đấy, đâu phải dễ đâu mà, đâu phải dễ dàng gì mà vô mà dám vô cái bệnh viện của Kia mà khám đâu, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi mua thêm một vài cái máy X-ray nữa. Ok. À, mình sẽ để rộng lên một chút đi. Đấy. Đó, trời ơi, có thêm được mấy cái máy này nữa là quá ngon luôn. Mà quan trọng là mấy ông này ổng bị bệnh gì thôi đi chứ. À, đó, kỳ thuộc vô ai bệnh gì là nó sẽ nằm cái khuôn mặt của nó sẽ như thế này nè. Đó nè cái khuôn mặt của nó sẽ như thế này nè. Đấy, nó nằm hồi nó nhận được thuốc cái nó chữa là cái hết bệnh. À, ví dụ như đây, bệnh này chỉ được có 125 thôi, còn cái bệnh mà mắt úp la mà miệng bay cần miệng thịt xông khói á, á thì nó sẽ 150. Còn lên level 4 nữa thì mình sẽ được chữa được cái bệnh là mắt trợn ngược ăn sâu. Nghe rất ghê. Ủa, khách VIP đi chưa? Ủa, khách VIP, vô đi khách. Trời, sao anh đứng tội vậy? Anh khách VIP mà. Để coi khách VIP này cho nhiêu tiền nha. Đó, để coi khách VIP này cho nhiêu tiền. Chứ mà khách VIP mà cho lạng quạng chắc tôi cũng quải khách VIP luôn á. Trời ơi, người ngồi đông quá mọi người ơi. Quá đông. Rồi, khách VIP sửa. Bây giờ thật sự luôn, chỉ mới có hai tá à, không thể nào mà mình làm gì được hết á. Mới có hai tá thôi. Ủa sao này nó không tính thời gian ta? À, hết giường.
Scan xong rồi mà hết giường. Đau vòng hết giường. Con phải đi mua đem giường đó. Con phải đi mua đem giường. Con phải đi mua đem giường. Ê, mua đúng 5 cái giường luôn. Mà kỳ đâu mua 5 giường, trong khi bây giờ 3 giường mua còn không nổi nữa mà. Bây giờ có ai có ai vô cho tôi lên được cái giường này không trời? Lên cái giường đi. Ok, đủ rồi, mua. Yeah. Bây giờ quay về cái rồi tính tiếp. Furniture. Ôi trời ơi, có giường rồi, có giường rồi. Quay cái đầu lại đã rồi tính tiếp. 1 2 3. Ok. Đã có giường rồi, đã có giường rồi. À, có nghĩa có vẻ như lần này là cái bệnh viện làm ăn phát đạt ra thì công Kia cũng đã gọi là giải nghiệp được rồi nha mọi người. Đó, thì sau này Kia có cạo nghiệp tí, có cạo nghiệp thì mọi người cũng bỏ qua, tại vì từ từ thì Kia cũng phải giải nghiệp thôi. Có cạo thì cũng phải có giải. Đó, chứ mà cạo riết không có giải là chết luôn á. Là suốt đời ngóc đầu không lên. Ờ, khách VIP về chưa? À, khách VIP nè. Trời. Khách VIP nè. Ờ, để coi được bao nhiêu tiền nha. 12 giây nữa thôi là mình sẽ biết được là mình sẽ được nhận bao nhiêu tiền. Hồi nãy cái... Ủa, ông này bị bệnh gì cơ? À, bệnh này có 120 à. Bệnh gì có 120 vậy trời? À, chắc cũng nhận được... À, ok, chắc cũng nhận được khám khá đấy. À, cứ biết là vậy đi chứ giờ tôi còn biết là tôi nhận được bao nhiêu tiền nữa mà. Ê, thiệt luôn á. À, không, chưa gì là được, đã vào 4 rồi. Trời, quá ngon lành. Quá ngon lành. Game này hình như lên floor cũng mắc lắm á, chứ không có rẻ đâu. Game này lên floor mắc. Để là vô coi thử nè. À, không, lên floor 2 45.500 lận chết gì. Quá khủng khiếp. Lên floor 2 là 4.500. Mà floor 1 xây chưa xong rồi lên floor 2. Trời ơi. Thôi, ok thì nó chắc là mình sẽ giải nghiệp ổn rồi đó. Đấy. Rồi thì ok thì mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nhé. Bye bye mọi người.